Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một hạt giống mới, đó là hạt giống dưa chuột nếp ta cao xạ. Thế thì một gói này là 10 hạt nha các bạn nhé. Xuất xứ của cái loại hạt giống này nó là Việt Nam. Cây dưa chuột nếp ta này thì nó sẽ cho cây của chúng ta sinh trưởng khỏe và kháng bệnh rất là tốt. Trồng được, các bạn có thể trồng được quanh năm và thích nghi với điều kiện thời tiết mát mẻ, trái dài xuân đẹp và da trơn lá, xanh nhạt, ruột nhỏ, chắc giòn và rất là ngon ngọt. Thế thì cái thời vụ để chúng ta gieo trồng ấy, thì là các bạn thấy là chúng ta có thể gieo trồng được quanh năm. Thế nhưng mà lên gieo trồng vào những tháng sau thì quả của chúng ta lại sẽ cho năng suất cao hơn và nó sẽ đúng thời vụ hơn. Thì các bạn sẽ gieo trồng vào cuối tháng giêng và đầu tháng 2, đến cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đó. Và chúng ta vẫn có thể làm trong các hai cái vụ này thì chúng ta vẫn có thể gieo xem canh được, là từ tháng 4 cho đến tháng 7. Cái nhiệt độ để cho cái dưa chuột của chúng ta nó sinh trưởng và ổn định phát triển tốt ấy, đó là từ 20 cho đến 30 độ C, là một cái nhiệt độ mà để cho cái cây của chúng ta nó sinh trưởng tốt và ánh nắng nó vừa phải, nó không quá gắt cao để cho cái cây dưa, cái quả của chúng ta nó ảnh hưởng đến chất lượng. Là cái loại cây dưa leo, dây leo, cho nên là cây nó có rất là nhiều nhánh, đẻ khỏe. Loại này thì rất là dễ lên và sinh trưởng khá là tốt. Thế thì cái đất trồng thì nó cũng không quá kén đất đâu ạ. Thì đất trồng của chúng ta chỉ là cần là đất tơi xốp, ví dụ như đất thịt nhẹ hoặc là đất cát pha gì đó, thì các bạn lưu ý một chút, dưa chuột của chúng ta không chịu được ngập úng, cho nên là khi các bạn gieo trồng thì chúng ta cần phải đánh uống cao hoặc là chọn những cái chân đất nó thoát nước tốt, cao ráo và tơi xốp. Cái thời gian thì gieo trồng rất là ngắn ngày, chỉ khoảng tầm 50 đến 60 ngày là các bạn đã có thể gieo, các bạn có thể thu hoạch được cái dưa chuột này của chúng ta rồi. Đó, như các bạn thấy là cái dưa chuột này của chúng ta là gieo trồng khá là dễ lên và tỷ lệ cho ra quả rất là xa. Đó. Thế thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách là tìm hiểu một chút về cái quả dưa chuột là như vậy. Thì hy vọng là với những thông tin trên thì sẽ giúp ích cho các bạn.